Anh sẽ hát cái bài Lâu đài tình ái. Hơi căng thẳng. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu hơi sến sến không? Dạ không. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao động ngoại quá vậy? Wow, chào em, tay này được á nha, ngầu quá nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn Nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Xin chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăng Lê vào trường anh. Đúng rồi, dạy cấp mấy? Dạ dạy cấp 3. Rồi sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi, nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính á. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau á, với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? Thí dụ như em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú nha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương, mà em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à? Tính của em cũng hơi bị con trai chị, không có được nữ tính á. Cỡ chị cắt được. Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói vậy chị buồn em. Chị nữ tính lắm. Chị cá tính thôi. Em cũng nở nữ tính giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình, bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. Em vui tính, thẳng tính. Em biết nấu ăn. Vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, những cái chưa mạnh của mình. Em hơi bị lười đi chơi chị. Ví dụ mà đi gần thì đi, còn hả rủ đi, mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ thôi chứ không đi. Thì quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện giờ từ giờ chị. Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Hát thử khúc đi, vỗ tay đi cái gì. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bạn gái mà chị hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe là dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn coi. Sẽ em hát cái bài Lâu đài tình ái. Hơi căng thẳng. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đi chị ơi. Không nhận đó nha, lúc nhìn dễ thương đẹp trai, nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn, chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi, em tính sao? Để coi ảnh có chỉnh được không? Chỉnh là ủa, sến đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Ôi. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chịu nổi anh ơi. Chịu nổi cái gì? Nổi dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ anh. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không chị Cát Tường ơi, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? Em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không? Không. Có không? Thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào?
chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao anh vọng ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà nó có 6 múi. Rồi, đẹp trai mà có 6 múi. Múi anh đó. Có một múi à? Có múi cỡ Phạm Văn Mách được không? Dạ thôi. Thôi 6 múi đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, 6 múi thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên 6 múi? Tập cái bụng thôi. Có múi nào không em? Dạ em có 4 múi vậy ơi. 4 à hả? Mà hồi xưa nó 4 múi, bây giờ nó còn lại con múi à. Cái gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? À, có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. Thôi bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bữa nay ta thích 6 múi nè. Ờ, dạ cái gì nghĩa vụ quân sự hả, thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ, em hít tới được 30 cái là gì? Rồi đâu làm thử. Rồi làm 30 cái chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy lên, cái kiểm tra mem anh lên. Thôi không nổi đâu. Bây giờ mấy cái tính tới thể lực. Ủa, thiệt luôn nha. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 thiệt luôn hả? Thiệt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt đâu nhìn cái coi. Trời ơi quá dữ. Nó chơi làm việc luôn vậy đó hả? Thiệt mà. 30 thấy sức còn nữa đó, cố gắng là mới té khói thôi. Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Bữa nay hít đất 35 cái. Bạn trai có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Hoàng Linh và khán giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương được. Anh em thì hơi hiền, chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À dễ thương nha. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy môn đăng hộ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi. Dạ được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu mình đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. Thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây nè. Muốn lắm rồi ha. Dạ. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau. Bắt đầu. Anh tặng em. À, cái này là anh tự làm đó hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy anh khớp tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời hoa đẹp quá, vậy làm bằng cái gì vậy ta? Làm bằng tăm tre vậy. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ anh muốn hỏi gì anh hỏi đi. Em anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì vậy anh rủ đi chơi rồi anh đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là anh thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt đó em. Anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch rồi đó. Hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi vậy mình bấm nha. Ngu dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Bạn có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào, thử cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Bạn Nam đã bấm nút rất là sớm, từ tiếng đếm thứ hai.
Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi, không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn, em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy. Bạn trai thấy thế nào? Nói chung là cũng có cơ hội, nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài đời nữa, trở thành những người bạn tốt với nhau, giúp đỡ trợ nhau trên con đường của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công hơn nữa. Cảm ơn.